Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh của một chú gấu đang móc hũ mật ong các bạn nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu trong bức tranh này nhé. Và đây là hình ảnh của con gấu của mình các bạn ạ, đang còn ngồi móc hũ mật ong các bạn này. Và mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Và đây là phần hình ảnh của mình và đây là phần bộ bút chì màu các bạn nhé. Và mình sẽ tô màu cam cho phần màu vàng đi, cho phần những con ong của mình nha. Và đây là phần những con ong các bạn. Và mình sẽ tô màu màu hồng cho phần những bông hoa có trong bức tranh của mình các bạn nhé. Và đây là phần bông hoa. Cái gì? Đâu? Không biết. Không thấy ai đâu. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng màu xanh để tô cho cái phần cỏ có nơi con gấu của mình đang ngồi. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu đỏ để tô cho cái phần chiếc áo của con gấu của mình các bạn nhé. Và tiếp tục là đến ống tay tiếp theo. Và mình sẽ sử dụng đến màu cam để tô cho cái phần mật ong mà con gấu của mình móc. Nó chảy ra ngoài mời nhé. Và mình sẽ có bút chì nhé. Và đây là đây là phần mật ong đã được mình tô với màu sắc đó là màu cam các bạn nha. Tiếp tục thì về phần chiếc hũ thì mình sẽ tô màu đen các bạn nhé. Mình sẽ tô màu đen cho cái phần chiếc hũ đựng mật ong của gấu. Mình sẽ tô lần lượt đến khi nào mới hết cái phần chiếc hũ thì thôi mọi người nha, với màu sắc đó là màu đen. Đây là phần màu đen cho phần chiếc hũ các bạn nha. Và về phần da của gấu thì mình sẽ sử dụng màu vàng các bạn nhé. Mình sẽ tô màu vàng cho phần da của gấu. Mình sẽ tô phần đầu trước nhé. Và trước khi tô thì mình sẽ có bút chì mọi người nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ tô cho phần đầu trước với màu sắc đó là màu vàng. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần tay. Và tiếp tục là mình sẽ tô đến phần bụng, phần mông và phần chân các bạn nhé, với màu sắc đó là màu vàng các bạn nhé.
chú gấu của mình với khuôn mặt rất là tươi cười các bạn này, rất là vui, đang ngồi móc mật ong các bạn nhé, rất là vui. Ở bên trên là có những con ong đang bay. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần chân. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh hình thành về con gấu đang ngồi móc cũ mật ong rồi các bạn nhé. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh chú gấu đang còn ngồi móc cũ mật ong các bạn này. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu của mình để hoàn thành bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.